soi kèo bóng đá hôm nay giữa Fiorentina với Cagliari diễn ra vào lúc 0:30 ngày 9 tháng 7 tại sân Stadio Arte Mirafranchi, Serie A 2019-2020. Với việc được hưởng liên tiếp đến hai quả penalty ngay đầu hiệp 1 trong chuyến đến làm khách trước Parma ở vòng đấu vừa qua, thì chân sút người Chile Pulga đã không bỏ lỡ cơ hội để mang về cho mình hai bàn thắng và qua đó giúp cho Fiorentina giành lấy chiến thắng với tỷ số 2-1 trên đất Ennio Tardini. Một trận đấu tuy khá kịch tính, nhưng những tình huống tấn công của thầy trò huấn luyện viên Iacini và Parma là không thật sự hiệu quả, và phải đợi đến khi trọng tài Abiso thổi đến 3 quả phạt đền, thì trận đấu mới có bàn thắng. Với chiến thắng này, thì Fiorentina vẫn đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Serie A với 34 điểm, hiện đã bỏ xa nhóm cầm đèn đỏ lúc này đã là 9 điểm. Một khoảng cách khá an toàn, khi mùa giải chỉ còn lại 8 vòng đấu. Đến với vòng đấu tiếp theo, Fiorentina sẽ quay về thi đấu trên sân nhà, và đối thủ lần này của họ sẽ là cái tên Cagliari, một đội bóng không phải là đối thủ dễ chịu đối với họ trong những mùa giải gần đây. Dẫu cho vừa có được chiến thắng vừa kể trên, nhưng đừng quên đó là trận đấu mà những bàn thắng họ có được đều đến từ chấm phạt đền, và đó cũng là trận thắng duy nhất mà đội bóng của huấn luyện viên Iacini có được sau 6 vòng đấu, còn lại họ có 3 trận hòa và để thua 2 trận. Dù đang có điểm tựa vững chắc đến từ sân nhà, nhưng với phong độ bết bát như hiện nay thì Fiorentina cũng không chiếm được quá nhiều tình cảm của giới mộ điệu. Cần biết, ngay cả trong 5 trận được chơi trên sân nhà gần nhất thì chiến thắng vẫn đang là điều xa xỉ đối với họ, khi Fiorentina chỉ có được 3 trận hòa và còn lại để thua 2 trận. Phía bên kia chiến tuyến, Cagliari đã không có được diễm phúc như Fiorentina, khi ở vòng đấu vừa qua, họ phải đón tiếp một đối bóng đang có phong độ rất thăng hoa như Atalanta đến làm khách và để thua trước đối thủ với tỷ số 0-1. Một trận đấu mà thần may mắn đã không mỉm cười với thầy trò huấn luyện viên Zenga, khi bàn thắng mở màn cho trận đấu từ sớm của Cagliari đã bị công nghệ VAR từ chối, và không lâu sau đó họ chỉ còn phải chơi với 10 người trên sân, sau tấm thẻ đỏ của hậu vệ Carboni. Tuy nhiên, cũng phải khá khen cho thầy trò huấn luyện viên Zenga, khi phải chơi thiếu người trước một đội bóng có khả năng ghi bàn rất cao như Atalanta, nhưng họ vẫn chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn từ chiếc thẻ đỏ dẫn đến quả penalty. Hiện tại Cagliari đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Serie A với 39 điểm. Bước vào chuyến hành quân lần này, điểm qua 5 vòng đấu gần nhất của Cagliari, thành tích mà họ có được là 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Tuy phong độ thi đấu lúc này của thầy trò huấn luyện viên Zenga đang khá thất thường, nhưng ít ra nó cũng đang nhỉnh hơn đội chủ nhà ở trận này khá nhiều, nếu muốn nói là vượt trội hơn hoàn toàn. Người hâm mộ của Cagliari càng an tâm nhiều hơn, khi trong 3 trận sân khách kể từ sau kỳ nghỉ vì đại dịch Covid-19, thì đoàn quân của huấn luyện viên Zenga chỉ mới để thua duy nhất một trận, còn lại có một chiến thắng và một trận hòa. Đó là chưa kể trong 5 lần đến làm khách trên sân nhà Fiorentina, thì Cagliari chỉ mới để thua duy nhất một trận, còn lại 2 trận hòa và có 2 chiến thắng. Dự đoán kết quả Fiorentina với Cagliari. Dự đoán tỷ số 1 đều. Chọn kèo châu Á, Cagliari nằm dưới nửa trái. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 2 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video.